Dạ, thêm một câu hỏi nữa. Xin mời chú. Đồng ý là như vậy, nhưng mà mỗi lần mà đến đòi nợ, những biện pháp răn đe và những pha siết đồ thật hải hùng ạ. Một câu hỏi cũng rất hay. Những điều chú Vương làm đều có cái lý do của nó. Thật ra chú Vương siết đồ như vậy, răn đe như vậy, nhiều khi còn đánh đập con nợ. Mục đích là gì? Để mọi người quyết tâm đi làm kiếm tiền, để mọi người tích cực lên, không lười biếng nữa, để mọi người quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Thử hỏi mà chú Vương không đến đòi nợ, không xiết đồ, không đập chú như vậy, chú có còn dũng khí nào đi đi làm hay không? Cũng đúng ha. Bình thường á, lúc mà chưa tới nợ á, tôi làm việc nhẫn nhơ và hời hợt lắm. Cảm ơn ông nha. Đó. Cảm ơn nhiều nha.